tìm các số mũ N sao cho lũy thừa 3 mũ N thỏa mãn điều kiện 25 nhỏ hơn 3 mũ N nhỏ hơn 250. Thì đây, để giải quyết bài này các bạn phải đưa hàng này nè về mũ cơ số 3. Đây cũng vậy, đưa về mũ cơ số số 3. Được chưa? Đó là cách 1. Cách 2 đó là các bạn làm kiểu giống như làm thủ công nha các bạn. Lỡ làm cách 2 trước nha. Cách 2 đó là làm thủ công. Thủ công là gì? Vì N của mình nè, N thuộc vào số tự tự nhiên đúng không ạ? Nên mình chọn nè. Bắt đầu mình chọn N bằng 0, thế 0 vào. Được chưa? Thế 0 vào thì mình có là 25 nhỏ hơn 3 mũ 0 nhỏ hơn 250. 3 mũ 0 là mấy à? 25 nhỏ hơn 1 nhỏ hơn 250. Thấy cái chỗ này không ạ? Sai, đúng không? Sai, vô lý. Vậy ta N bằng 0, loại. Tiếp tục ta chọn N bằng 1. 25 nhỏ hơn 3 mũ 1 nhỏ hơn 250. Thì 25 nhỏ hơn 3 nhỏ hơn 250, vô lý. Thì ta N bằng 1, ta loại. Tiếp tục ta làm như vậy thì ta sẽ thấy một điều gì à? Ta sẽ nhận N bằng mấy à? N bằng 3 nè. N bằng 4 nè. 4 nè. N bằng 5 nè. Và các bạn kiểm tra xem có N bằng 6 có thỏ không nha các bạn. Đó, tiếp tục như vậy. Chấm hỏi N bằng 6 có thỏ hay không. Thì ta chỉ cần tính đi 3 mũ 6 thì bạn 3 mũ 6 chính là 3 6 số 3 nhân lại. Đó, và các bạn bấm máy tính kiểm tra giúp đỡ nha. Đó là cách 2. Cách 1 nè các bạn. Cách 1 thì sẽ làm lẹ hơn. Đó là 25 nhỏ hơn 3 mũ N nhỏ hơn 250. Thì từ đây mình suy ra nè, 25 này mình thay bằng 27 nhỏ hơn 3 mũ N nhỏ hơn. Đây mình thay bằng bao nhiêu à? Thì các bạn nhẩm giúp lợ. Đó, mình nhẩm giúp lợ đi ạ. Đây mình sẽ cho là 729. Được chưa ạ? Vậy từ đây mình suy ra nè, 27 chính là 3 mũ 3 nhỏ hơn 3 mũ N nhỏ hơn 729, chính là 3 mũ 6. Từ đây suy ra nè, cùng cơ số chưa và đảm bảo cơ số này lớn hơn không, lớn hơn 1 nha các bạn. Lớn hơn 1 thì cơ số lớn hơn 1 thì cái chiều không đổi nè. N lớn hơn 3 nhỏ hơn 6. Vậy từ đây mình chọn N bằng N thuộc vào gì à? Những số nào à? Là 4 nè, 5 nè, 6 được không ạ? Không, vậy mình sẽ chọn là 4 với lại. Ở đây các bạn cẩn thận nè. Ở đây các bạn phải cẩn thận. Ở đây phải có dấu bằng nha các bạn. Tại sao ạ? Tại vì mình chọn cái số lớn hơn 25 này nè. Đúng không ạ? 27 lớn hơn 25. Nếu đã chọn một số nhỏ hơn 25 á, thì không có dấu bằng. Còn mình chọn một cái số lớn hơn 25, thì mình phải có dấu bằng nha. Nên chỗ này mình khuyên nè, các bạn nên chọn cái số này là số 10, số 9 thôi. Đó, vậy đây không có cần dấu bằng. Đó, vậy là 3 mũ 2. Vậy là nó lớn hơn 2. Sau đó mình chọn 3. Đó, vậy là 3, 4 với 5. Sau đó các bạn tính lại 3 mũ 3 bằng bao nhiêu ạ? 27. 27 vậy có lớn hơn 25 với lại 200 và nhỏ hơn 250 không ạ? Nhận, tiếp tục. 3 mũ 4 ra bao nhiêu ạ? 3 mũ 4 ra 81. Cũng lớn hơn 25, nhỏ hơn 250. 3 mũ 4 thì bằng bao nhiêu ạ? 243, lớn hơn 25 và nhỏ hơn 250 nha các bạn.